Hello mấy ní, hôm nay tôi sẽ đi báo nhé. Muốn đi báo thì phải thay đồ bầu thôi, vô nhà thay thôi. Thay xong rồi đi báo thôi. Bây giờ muốn giống báo thù thì phải đổi màu đồ bầu cho nó cháy. Khúc này tao tuồn nhà tại tao lựa màu lâu quá. Xong rồi nè báo thôi. Quên đổi màu tóc cho máu lửa nữa. Ok xong rồi báo thôi. Bây giờ tao sẽ vào trường tìm con tàu ghét. Tàu ghét con nhỏ của tóc đuôi ngựa tóc xanh. Hồi bữa lỡ chỉ súng bắn nó mà nó dám quấy ngại tao. Nên giờ phục thù thôi he he. Nó đâu mất tiêu rồi ta ơi. Quên giờ này còn sớm ca ca. Chào em nha. Ơi cao quá bác. Mày chết mẹ mày chết tao. Nó nè mày ní ơi. Nó đi qua mấy anh trùm mafia anh thôi. Thả nó xuống thôi. Ủa sao không ai quýnh nó hết vậy? Ao quýnh rồi nè. Đâu thấy nó chọt ghê chưa? Nó chọt gì mà không chết thằng nào vậy? Chọt nhỏ đó đi đừng theo tao mà. Trời ơi người gì mà như con kiến vậy chọt xíu chết rồi. Xuống lụm nó hồi sinh lại thôi. Mấy thằng này bu như kiến không xuống được luôn à trời. Xem anh em nó đánh lộn lẫn nhau. Lụm được xác nhỏ tóc xanh rồi nè bay. Đi trả thù mà sao thấy tốn tiền quá à. Đem nó qua chỗ các anh áo hồng nam tính nè. Ủa gì vậy trời, chết lẹ vậy. Điện thoại tao hơi lắc bay thông cảm nha. Nó hồi sinh lại lần thứ hai. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ông này bị gì á bay? Thôi kệ vào hồi sinh nhỏ này đi rồi tính tiếp. Hồi sinh nhỏ này tao phải tốn 3.000 yên. Giờ tao hết tiền rồi nên đi lụm tiền hi hi. Đằng sau nhà thằng Bo này có tiền nè mấy ní. Nè, ta đã có 52.000 yên rồi bây giờ đi tìm tiền tiếp thôi. Bên trái sau siêu thị này cũng có tiền nè. Mà mấy bay đừng quan tâm cách xưng hô của tao nha. Tại tao muốn thiệt tình tao không muốn giả tạo như mấy đứa kia á. Đã được 52.000 yên rồi nè. Tiếp theo là cái nhà này nhà kế bên mấy thằng xã hội đen luôn á nha. Vô phòng ngủ nó nằm ngay trên giường á. Nhà này nhìn cũng giàu mà sao bỏ tiền ở đó có 1.000 yên là sao. Thôi kệ tao đi tìm tiếp. Ở ngay trên bàn ăn có lọ thuốc tình yêu á nha. Ai biết rồi thì thôi ha. Tao quên nữa, trong phòng ba mẹ nhà hung gân có tiền à bay. Được hẳn 10.000 yên luôn he he. Rồi dư tiền rồi đi hồi sinh nhỏ này thôi nào. Let's go. Ở ông già đâu rồi? Báo nữa rồi trẻ ơi. Hành trình tìm ông bác sĩ ghét cô. Thôi trời ơi, thôi thôi. Thôi tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại. Thôi làm đi tôi không biết. Tự dưng chui vô đây chi vậy cha? Hồi sinh xong rồi báo tiếp thôi. Cho nó uống bùa chú thôi he he. Anh em tôi đến nè. Hey! Đâu ra mấy thằng xã hội đen nó vô quýnh lộn nên tôi để nó quýnh luôn hi hi. Đang tới khúc hay thì nhỏ tóc xanh queo luôn. Khúc này là tao đang đi tìm thằng bác sĩ nó trốn đâu mất tiêu rồi. Đang tìm thì mấy thằng hồng nam tình nó tới bắn tao. Nhưng sao mà chết được tao bất tử nhé. Khúc này là tìm bệnh viện xong tìm tới đồn cảnh sát luôn nè. Hết chỗ hồi sinh rồi nên giao vô chỗ con mèo méo meo này nè. Con này hồi sinh 5.000 yên còn thằng cha kia là 3.000 yên tao thích hồi sinh chỗ ông. Bác sĩ hơn con này mắc vãi ra. Bây giờ sẽ cho con tóc xanh này gặp. Chị em song sinh cùng cha khác bà nội nha. Chỉnh qua chơi tối nè. Sắp được gặp chị song sinh mày rồi nè. Ủa gì dị trời. Lúc này tao vẫn còn hoang mang lắm bằng. Tao đứng xem hai vợ chồng tính lóng như kem này đánh lộn. Ống nè, bang. Ồ ha. Ai khu đứng hình mất 5 giây. Ồ đang quýnh lộn mà sao nó hôn vậy? Ồ nó quýnh tít rồi kìa. Cụ mụ phù thủy xanh lè đâu rồi? Oni-chan, Oni-chan. Nó nằm bên ngoài rồi, đi ra xem đờ ra mơ.
đứa nhỏ này nó trâu dữ lắm sao, giờ nó chết lẹ ghê. Bây giờ đi hồi sinh con chị của nhỏ tóc xanh lè kia. Bây giờ trả thù con chị, tha cho con em một mạng. Lại nói chuyện với nó nè. Hello bạn nhỏ. Lâu cặp. Lâu rồi mình không gặp nhau. Nào gì? Đầu buổi. Không ai làm gì nó, nó tự lên màu nóng kìa bây. Bố mày chào hỏi tử tế lại quay ra thể hiện cái thái độ láo lồn là thế. Chơi nó luôn sợ gì? Thằng danh con này. Bây giờ kêu đàn em tới nè. Mày kêu hảo nó vào gặp ta. Đứa nào dám đụng đến đàn em của ta? Hậu lắm, hậu lắm, hậu lắm, hậu lắm, hậu lắm, hậu lắm. Mỗi ăn bánh uống trà chiều chiều thôi. Thôi hết tiền thế tao cũng hết video rồi. Coi xong nhớ like và đăng ký kênh cho tôi nha. Coi chừa là tao ký lủng cái đầu luôn nha. Vậy thôi bye bye anh nha.